Mới đây, diễn viên Hương Giang, bạn gái cũ Đình Tú khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi chia sẻ trên story Instagram dòng trạng thái tâm trạng buồn bã. Hương Giang viết, ai đi nhậu hôm? Cuộc sống này thật mệt mỏi, mất phương hướng, mất niềm tin đặc biệt là đàn ông. Đây cũng là một trong số ít lần Hương Giang bộc lộ cảm xúc bất ổn sau chia tay. Trước đó, cô từng than thở mất niềm tin vào tình yêu vì hết bị cắm sừng lại bị đùa giỡn tình cảm. Tuy nhiên, người đẹp không chia sẻ kỹ về chuyện riêng tư này. Khi thông báo đã đường ai nấy đi với Đình Tú sau 5 năm yêu, Hương Giang vẫn giữ tâm trạng thoải mái. Cô liên tục chia sẻ những đoạn clip khoe nhan sắc quyến rũ khi sống độc thân, vui vẻ. Người đẹp cũng thoải mái nói về chuyện đón nhận mối tình mới, tìm kiếm bạn trai. Vì vậy, nhiều người bình luận cho rằng Hương Giang đang gồng, cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi buồn chia tay. Trước ý kiến này, cô thẳng thắn cho hay. Bạn thân mến, mình nghĩ rằng trong cuộc sống này, ai cũng sẽ có những nỗi buồn, nỗi khổ riêng. Mình không thể nào suốt ngày lên mạng xã hội để than vãn, khóc lóc, ủy mị. Mình không thể bắt tất cả mọi người phải chịu những cảm xúc tiêu cực đó như mình, bởi vì cuộc sống của mọi người đã quá mệt mỏi rồi. Bởi vậy mình muốn lan tỏa những năng lượng tích cực cho mọi người. Gần đây, khi bị đồn quay lại với Đình Tú vì cả hai thoải mái xuất hiện trong chuyến đi chơi cùng bạn bè, Hương Giang khẳng định cô không mang chuyện tình cảm ra để đùa giỡn hay PR phim. Vì vậy, cả hai hiện tại không còn liên quan đến đời sống cá nhân của nhau. Dù vậy, họ vẫn là bạn bè và không ngại gặp mặt khi đi chơi cùng những người bạn thân. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.